Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tô Game Live. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mà mình nghĩ là rất là hay. Và nếu mà nó được ra mắt phiên bản global ấy, thì đây sẽ là một con bom tấn của thể loại game chiến thuật. Con game này có tên gọi là Canpa of Universe. Đây là tên tiếng Anh của cái tựa game này. Và mình nghĩ là game này nó sẽ sớm có mặt cái phiên bản tiếng Anh thôi. Tại sao mình nói là bom tấn? Bởi vì đây là con game của nhà phát hành Di Long, một cái nhà phát hành đã từng phát triển và phát hành con game Langrisser ấy. Anh em chắc chắn anh em đã biết đến cái bom tấn Langrisser rồi, một con game chiến thuật được làm từ series Langrisser. Và cái phiên bản là Langrisser Mobile đã gây sốt năm 2019, thì con Canpa Universe này là cái sản phẩm tiếp theo của Di Long. Và cũng mình phải nói là cũng cách chơi nó sẽ giống Langrisser. Giống như nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Game hiện tại thì mới chỉ có bản tiếng Trung thôi nha anh em nhá. Game đang rất là đông người chơi luôn anh em ạ. Nếu như mà Langrisser là về nội dung là của về Nhật Bản, thì cái con Canpa of Universe này thì nó là có cái nội dung liên quan đến thần thoại của Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà về cách chơi thì nó sẽ rất là giống con Langrisser. Giống như thế nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nha anh em nhé. Cái game này thì các bạn, mình nghĩ là nếu mà để mà chơi chuẩn xác ấy, để mình bật tiếng lên này. Để mà chơi chuẩn xác ấy thì anh em sẽ phải gọi là có tiếng Anh có thì mới hiểu cốt truyện, bởi vì chúng ta vừa chơi vừa tìm hiểu khám phá cốt truyện. Ở đây thì cái video này thì mình sẽ gọi là trải nghiệm bản tiếng Trung để cho anh em biết thôi, chứ còn về mặt trải nghiệm chắc là cũng hơi khó. Đây là phần cốt truyện này, anh em có thể bỏ qua nhá, hoặc là mình nghĩ là nên xem vì game có đồ họa rất đẹp. Cái phong cách thiết kế của game thì nó vẫn theo cái style anime Nhật. Đó, các bạn nhìn đây, đây là cái style anime của Nhật Bản. Nhưng mà cốt truyện thì nó là thần thoại Trung Quốc. Anh em có thể bỏ qua nhá. Hoặc là rồi. Đồ họa rất là đẹp, đồ họa 3D luôn anh em nhá. Đồ họa rất là đẹp luôn. Cách chơi thì rất là hay. Nó rất là giống con Langrisser. Đối với bạn nào mà thích con Langrisser Mobile, thích thể loại game nhà vai chiến thuật, thì đây là một con game mà mình nghĩ là bom tấn và được đánh giá rất là cao ở trên các cái cửa hàng ứng dụng như là TapTap rồi App Store của Trung Quốc. Game đang được đánh rất là cao. Cũng có rất là nhiều bạn game thủ Việt chơi game này rồi, họ rất là thích. Nhưng mà hạn chế của chúng ta đó là phần ngôn ngữ anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ vào chiến đấu này. Đây là cái phần gọi là phần giới thiệu cốt truyện cũng như là hướng dẫn gameplay của cái trò này anh em nhé. Đấy, mình không phải nói nhiều nữa, đồ họa rất là đẹp luôn. Chẳng qua là không hiểu nhân vật nói gì thôi. Thật sự là ấn tượng ấy. Và hôm nay mình mới chơi được. Thật ra thì nó cũng có closed beta từ tháng trước rồi, nhưng mà về hôm nay thì nó mới ra chính thức thì mình mới chơi được. Cái hôm mà nó ra closed beta mình không kịp đăng ký chơi ấy, nên không có tài khoản. Bây giờ thì game đã ra chính thức ở bên Trung Quốc rồi. Và được đánh giá rất là cao luôn ấy. Thật ra thì mình không nghi ngờ gì, bởi vì nó cái game này được phát triển, nó gameplay nó dựa trên con Langrisser Mobile mà. Nói chuyện rất là nhiều mà anh em không biết được câu chuyện thôi, cày dã man con gan ấy. Mình sẽ để một cái đường link để anh em có thể tải game nhá. Mình nghĩ là anh em nên chơi bằng Android hoặc là giả lập Android cũng được, bởi vì iOS thì các bạn phải đổi store. Android thì anh em chỉ cần tải phải APK, các bạn tải tap tap về là đánh chữ Canpa of Universe là nó sẽ ra thôi. Game đang được đánh giá 8.4 điểm. Rồi, sau một hồi nói chuyện có chuyện mình không hiểu gì thì chúng ta sẽ gọi là vào game. Đây, chúng ta sẽ có một con game nhà vai chiến thuật như thế này. Đó, đánh theo lượt. Đây, một đặc trưng của cái dòng game này đó là cái bản đồ nó sẽ chia ô ra, mỗi nhân vật thì có những cái vị phạm vi di chuyển và tấn công nhất định. Đó, trong phạm vi thì mình có thể tấn công này. Đó. Và khi tấn công thì cái game này nó đẹp hơn Langrisser Mobile là ở cái phần đồ họa này, còn cách chơi thì cũng cũng giống, nó không phải giống hoàn toàn nhưng mà cái kiểu chia ô bàn cờ rồi đánh theo lượt này thì nó rất là giống con Langrisser rồi. Đấy, mỗi nhân vật thì có
các bạn phải tính toán việc di chuyển tấn công. Đây, kỹ năng này, các bạn phải dùng kỹ năng này. Có những cái nhân vật nó có kỹ năng kiểu dạng AOE thì đánh được nhiều cái mục tiêu hơn thì các bạn phải di chuyển ấy. À, mình đang chơi bằng giả lập nên nó không ổn định anh em nhá. Nếu bị đơ thì mình có lẽ mình sẽ phải thoát ra vào lại. Thỉnh thoảng nó bị lag đó anh em ạ. À, mình đang chơi bằng giả lập thì mình test xem là giả lập nó chơi ổn định không. Vì mình thấy là game này nó đồ họa nó cũng khá là nặng. Game này thì có dung lượng khoảng 2GB nhá anh em nhá. Khoảng hơn 2GB gì đó. Đấy, dùng kỹ năng này. Đây, con này có kỹ thằng này có kỹ năng AOE này. Thì đánh được nhiều mục tiêu. Đấy, thỉnh thoảng bị giật một cái thì anh em cũng test luôn là cái giả lập nó chơi ổn không. Theo mình là vẫn được, thỉnh thoảng giật thôi. Có lẽ nếu mà để chơi ngon nhất thì các bạn nên cài BlueStacks ấy. Mình đang dùng Nox Player thì nó hơi bị cà giật một tí. Nhưng mà về mặt đồ họa thật là... Cái này đồ họa là chưa phải đỉnh nhất đâu, bởi vì mình thấy vẫn còn răng cưa. Bởi vì nếu mà để mà ngon nhất thì có lẽ là phải chơi bằng iPhone hoặc iPad thì nó sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều. Đó, như vậy vừa rồi thì anh em nắm qua được cái phần gọi là cơ chế chiến đấu của cái con game Canpa of Universe đây rồi. Bởi vì nó chơi rất là giống con Langrisser thì mình cũng phải giới thiệu nhiều nữa. Đại loại là anh em sẽ hiểu là game nhập vai chiến thuật. Bản đồ chiến đấu nó chia, mỗi nhân vật nó di chuyển theo ô, tấn công theo ô. Và mỗi nhân vật thì nó có thể sử dụng kỹ năng trong mỗi lượt đánh. Kỹ năng thì có những kỹ năng tấn công đơn, kỹ năng tấn công đa mục tiêu hay gọi là AOE. Thì game này nó như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là cái giá trị trải nghiệm lớn nhất của cái con game này này, của cái con Canpa Universe này đó là về mặt không chỉ ở gameplay nữa, nó mà về mặt đồ họa và cốt truyện, đặc biệt là cốt truyện. Thế nên là mình rất là mong là game này nó sẽ sớm có bản tiếng Anh. Và nếu mà có bản tiếng Việt nữa thì mình nghĩ là cực kỳ áp phê luôn. Và anh em thể thấy là game nó, cái cốt truyện game này có rất là nhiều đoạn cắt cảnh như kiểu làm bộ phim anime ấy, rất là hay. Đáng tiếc là bây giờ thì chúng ta không hiểu thôi. Gọi là bây giờ chúng ta gọi là chơi cho biết thôi, chứ còn để mà hiểu thì chúng ta sẽ đợi phiên bản tiếng Anh. Hoặc là thậm chí là bản tiếng Việt. Đấy, anh em hoàn toàn có thể bỏ qua cốt truyện nhé. Nhưng mình nghĩ không. Đây là giao diện chính này, nó rất khá là đơn giản. Đây chúng ta phải nói chuyện gì này. Mình có thể bỏ qua dạng cốt truyện nhé. Mình sẽ tua đi một chút. Bởi vì thật ra thì mình không hiểu gì mà. Chuyển cảnh hơi nhiều nhỉ. Nói chung là đen xen cốt truyện nhiều rồi chuyển cảnh nhiều. À, chúng ta sẽ có thành viên mới. Game nhập vai này thì các bạn cũng có thể sưu tập các cái nhân vật rồi sắp xếp đội hình ấy rồi đi chiến đấu thôi. Đây mình sắp có thành viên mới gia nhập rồi. Đây chúng ta sẽ vào chiến đấu nha. Game này mình nghĩ là khi mà được phát hành bản global để là bom tấn đấy anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ có game này các nhân vật có những cái vai trò như kiểu anh em thì ở bên cạnh biểu tượng thanh máu ấy, chúng ta có những cái vai trò như kiểu cái bình holo này như kiểu tướng hỗ trợ bút máu này, cái khiên này kiểu như tướng đỡ đòn này, cái kiếm là tướng gây sát thương vật lý. Đó, thì anh em có thể nhận ra được các cái vai trò game nó cũng chia các cái vai trò của nhân vật ra cho anh em biết. Đấy, rồi đây chúng ta sẽ tấn công này. Đây, chúng ta có một số cái hiệu ứng nha, thì mình không hiểu là nó là cái hiệu ứng gì. Đây, nó hướng dẫn này. Đó, cái này thôi thì đợi bản tiếng Anh ra. Đấy, kích hoạt tấn công này. Và mỗi khi tấn công ấy, nó làm những cái đoạn cắt cảnh hiệu ứng kỹ năng này thực sự là rất là đẹp, rất là ấn tượng luôn ấy. Đấy, mình dùng kỹ năng này. À, thỉnh thoảng nó có cái mũi tên màu xanh, các bạn nhìn thấy không? Ở chỗ avatar nhân vật ấy. Thì nó kiểu như là bạn khắc chế được đối thủ ấy, thì nó tăng thêm sát thương thì phải, nếu mình không nhầm. Ồ, có cả phản kích luôn. Có cả tỷ lệ phản kích luôn anh em ạ. Kiểu mà lượt của đối thủ đánh mình ấy, nhưng mà mình nếu mà lại có tỷ lệ mình phản kích lại.
Rồi mình sẽ di chuyển này. Đó, đây là cái màu xanh là phạm vi di chuyển của nhân vật của mình có thể đi trong lượt này nhé. Còn màu đỏ là không, phạm vi không thể di chuyển. Đó, bây giờ lúc nãy không đánh được, bị vướng. Đi đến đây. Mình di chuyển đến đây bây giờ đánh được này. À, đó. Rất là hay luôn. Game rất, mình nghĩ là đúng là kiểu bom tấn ấy. Đặc biệt là với bạn nào mà thích cái thể loại nhập vai chiến thuật thì quá đỉnh rồi. Chúng ta có thể dùng kỹ năng nhé. Đây là búp búp máu này. Hoặc là tấn công thường. Hoặc là bỏ lượt. Tùy anh em. À, mình có thể di chuyển này. Đó. Bây giờ là hết lượt của mình rồi. Đến lượt của đối thủ này. À, nó đánh mình rất đau. Game này thì các bạn phải có sự tính toán nha. Từng đường đi nước bước. Đặc tất nhiên là nếu mà anh em đánh cốt truyện thì nhìn thích thì em kệ auto các thứ ra thôi, nhưng mà đấy chủ yếu là đi PvP ấy, thi đấu với người chơi khác ấy thì chúng ta phải sự tính toán. Hiệu ứng hình ảnh nhìn rất phê đúng không? Đồ họa theo phong cách anime, hoạt hình anime nhưng mà rất là phê luôn. Theo như cái bảng này thì một cái đội hình ở trong cái game Canpa of Universe này thì nó sẽ có khoảng tối đa là 6 nhân vật lên trong một đội hình. Cái cốt truyện của cái game này nó làm theo một cái cốt truyện rất là nổi tiếng của Trung Quốc nha, nhưng mình không biết tên thôi. Nó khai thác một cái cốt truyện chuyện gì tôi quên mất tên rồi. À, chúng ta có phần nhân vật này. Ở đây thì các bạn cũng có thể nâng cấp nhân vật lên này, tăng level này, sử dụng đan dược à. Đó. Rồi kỹ năng này, sau này các bạn có phần nâng cấp thần binh hay là cái gì đó, rồi trang bị, nâng cấp trang bị này, rồi học kỹ năng mới này, đó rất là nhiều. Nói chung là về cơ bản thì gameplay là của dòng game nhập vai chiến thuật rồi, mình không phải giới thiệu nhiều. Nhân vật vẽ rất đẹp nhá. Và hai rất là sống động. Đây, chúng ta có phần làm nhiệm vụ này. Mình tạm thời mình tua nhanh cái phần nói chuyện nhá, bởi vì như mình đã nói thì anh em không hiểu đâu. Rồi mình sẽ tua đi một chút. Game thì chơi sao nó xoay xoay rồi. Lag à? Có thể nó lag, mình đang chơi server Trung Quốc mà. Game đang rất là đông người chơi luôn. Đỡ mất tiêu rồi. Kiểu bị mất kết nối ấy anh em. Cái này thì hên xui thôi. Đấy, mình sẽ thoát ra vào lại. Mình sẽ thoát ra thử vào lại xem. Game này nó nặng 2G. Nhưng mình thấy là chơi trên giả lập vẫn rất là ok luôn. Đó, anh em nếu mà muốn chơi thì có thể mình sẽ để đường link tải game nhé, hoặc anh em tải tap tap ấy, ứng dụng tap tap, đánh chữ rồi đi tìm game Canpa of Universe là nó sẽ ra con game này ngay. Tải về và chơi thôi. Đặc biệt là bạn nào mà dùng Android thì chơi game rất là dễ rồi. iOS thì đổi store. Lốt hơi lâu. Không biết vì sao nữa. Lỗi mình chơi thì vẫn bình thường. Rồi, có lẽ là thôi. Đây rồi. Hình như nó bảo trì cái gì đó ấy. Để mình sẽ vào lại nào. Chắc nó bảo trì gì đó. Thì thôi thì mình cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về cái con game nhập vai chiến thuật Canpa of Universe. Tên tiếng Trung mình không biết là gì nhá, nhưng mà đây bản tiếng tên tiếng Anh của nó là như vậy. Thì đây là một con game đến từ cha đẻ của Land Grisser Mobile. Thế nên là về phần gameplay nó rất là giống con Land Grisser Mobile. Còn về đồ họa và cốt truyện thì nó là theo phong cách cốt truyện thì là cốt truyện thần thoại Trung Quốc, và đồ họa thì vẽ theo phong cách anime. Nói chung là đây là một con game mình nghĩ là bom tấn ấy, khi nó sẽ ra bản tiếng bản global thì chắc chắn là sẽ thu hút rất là nhiều người chơi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào mà thấy thú vị thì có thể like, share, chia sẻ video này giúp mình nhá. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe ủng hộ cho kênh Tech Game Online. Cảm ơn anh em rất là nhiều.
Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình cũng chỉ gọi là trải nghiệm nhanh thôi, còn thật ra để mà ngon ngon ghẻ thì hẹn anh em vào phiên bản global thì mình sẽ chơi sâu hơn. Đó. Nhưng mà mình rất là hứng thú với con game này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.